try to spread her wings and learn to fly. Tập 7 trở thành khách của chúng tớ. Sau giờ học, những chú gấu mời Hu Hu đến hang của mình. Được rồi, hai đứa. Hu Hu sẽ đến sau, nên mẹ muốn các con cư xử đàng hoàng và đối xử tốt với khách, được chứ? Cư xử đàng hoàng, con hiểu rồi mẹ. Xin chào. Hu Hu đến rồi. Hu Hu, Hu Hu. Này, Hu Hu. Này các cậu. Chào Hu Hu. Chào mừng đến với hang của chúng tớ. Hu Hu để tớ xách cặp cho cậu. Cảm ơn. Các con, mẹ ra ngoài đây. Mẹ ơi, đi với con đi. Rất vui được gặp cô. Cô cũng vậy. Xin lỗi vì cô phải rời đi. Giờ các con ngoan nhé. Briar Bramble, nhớ tiếp đãi khách đàng hoàng nha con. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt cô gấu. Hu Hu, vào nhà đi. Hu Hu, lại đây, ngồi đi. Cảm ơn. Chiếc ghế này là một món quà từ Vic. Nó được làm bằng bông, nó siêu thoải mái. Này Hu Hu. Này, đến đây ngồi xuống nè. Và thử hương vị của mật ong ngon đi. Các cậu cũng ngồi đi. Hu Hu, thật ấn tượng. Đó là một mẹo hay. Sao cậu làm được vậy Hu Hu? Hu Hu, chúng ta ngồi xuống và thưởng thức mật ong đi. Hu Hu, cậu còn chần chờ gì nữa? Raya, cậu có phiền không nếu tớ ngồi lên gốc cây của cậu? Đừng mà, nó là của tớ. Tại sao tớ không thể? Khách xứng đáng với chiếc ghế tốt nhất. Vì vậy tớ không đổi. Không thể nào. Không thể nào. Thì ra nó là cái ghế tốt nhất. Được thôi. Và một. Và hai. Ba. Hư hư, ly mật ong khổng lồ này là dành cho cậu đó, thử đi. Tự ăn đi nha. Cái ly này to thiệt đó. Mùi thơm quá. Tớ nóng lòng muốn thử quá. Mật ong ngon nhất trên đời. Hư hư, cậu có cần thêm mật ong không? Tớ gần như không ăn được gì. Briar, thật khó để tớ uống từ chiếc ly này. Không thể nào. Đó là chiếc ly tốt nhất mà tớ có. Nó đặc biệt chỉ dành cho khách đó. Ý cậu khó là sao? Đúng vậy. Anh coi nè. Em đã uống hết rồi. Không còn chút gì cho Hu Hu luôn. Xin lỗi vì chuyện đó. Bỏ đi. Hu Hu, tụi mình chơi trò chơi đi. Đi nào. Tới giờ đi chơi rồi. Được rồi mọi người. Ai trúng được quả táo trước là người chiến thắng. Tớ sẽ chơi đầu tiên. Đã béo lại còn xịt. Đánh lượt tớ. Lại ném vào không trung rồi. Hu Hu, đến lượt cậu kia. Đó là quả bóng cao su tốt nhất của Vic đó. Được rồi, tuyệt ghê.
Này các cậu, tớ thực sự khó khăn với quả bóng này. Khó khăn ư? Nhưng thực sự nó là tuyệt nhất đó. Phải phải. Hay là chơi gì đó khác đi. Đây nè. Hư hư, tớ sẽ cho cậu thả con diều to nhất và đẹp nhất của chúng tớ. Đã sẵn sàng chưa? Rồi, bắt đầu. Cùng tung hứng một số quả thông nào. Tớ có một cây cầu, một bông hoa và một con bướm. Ấn tượng đấy em trai. Cậu có sao không? Bóng né là tuyệt nhất. Tớ thích chơi trốn tìm. Hãy đến và chơi với chúng tớ đi. Tớ không muốn chơi nữa, tớ muốn về nhà. Đợi đã, ở lại chơi với chúng tớ đi. Coi chừng, Rambo. Cậu quên ba lô nè. Cảm ơn. Cậu có sao không? Có đau không vậy? Nó nặng quá đi. Đâu có. Thấy không? Của cậu nè. Được rồi, để tớ thử lại. Ăn nhiều quá à. Là thức ăn kéo cậu xuống hả? Tớ không nghĩ vậy. Nhìn tớ này, giữa đôi cánh của cậu như thế này và cậu sẽ bay lên rất cao. Phải phải, chỉ cần giữa cánh của cậu mà. Phải, tiếp tục đi. Nữa đi, nữa đi. Đừng giỡn nữa. Đừng giỡn nữa. Tớ không thể bay được nữa. Ryan, chúng ta nên làm gì đây? Anh còn biết làm gì nữa. Đừng khóc. Mẹ ơi, ta sẽ làm gì bây giờ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ ơi, hên quá mẹ về rồi. Là Hư, cậu ấy không thể bay. Tại sao vậy? Mẹ ơi, Hư cần sự giúp đỡ của mẹ kìa. Ôi, Hư, đừng khóc. Chúng ta sẽ tìm ra cách. Cậu gấu con không thể nào bay. Đừng lo lắng. Hư, nào, cô ôm nào. Đây, cô sẽ giúp cháu cởi ba lô ra. Nó khá nặng đấy. Hư, cố vỗ cánh nào. Ta bay được rồi. Cậu đang bay. Hư, cô làm được rồi. Thật là tuyệt. Hư, nói cho cô biết trong ba lô có gì nhiều vậy? Không có gì đâu ạ. Mẹ ơi, con đã làm đó. Dạ con cũng để đồ trong đó. Hư, tại tụi tớ nghĩ cậu cảm thấy cô đơn khi ở nhà. Vì vậy tụi tớ đặt rất nhiều thứ hay ho trong đó. Cậu sẽ thích cho xem. Nhìn này, một cái gậy bóng chày. Lần nào cậu cũng sẽ có cứu home run thôi. Nhìn cái máy bay này đi. Bay trên không giống như cậu. Và cuốn sách hoạt hình này. Và một cái súng cao su. Và trống lắc này. Quả bóng này. Và cái này. Đây là món yêu thích của tớ. Tớ thích nó. Và đó. Cô gấu ơi. Là tất cả đó. Đến đây. Mẹ ơi, con tới đây. Mẹ rất vui vì các con chia sẻ đồ chơi yêu thích của mình với Hô. Nhưng các con nên biết một điều. Vậy là quá nhiều cho Hô. Cô ấy không thể mang tất cả. Đâu thể nào. Đâu có quá nhiều. Con cầm dễ mà. Nhưng con trai của mẹ. Mẹ nghĩ con cần đặt mình vào vị trí của Hô đấy. Hô cần những thứ khác với con. Dạ con hiểu rồi. Con ngoan. Mẹ ơi, con cũng hiểu rồi. Tớ sẽ giúp cậu Hư. Tớ cũng vậy. Ba lô cậu nè. Thế nào?
Được rồi các con, đến giờ ăn vặt rồi. Tuyết, đồ ăn của mẹ là ngon nhất. Nước ép tươi đây. Briar, cái này cho con. Cảm ơn mẹ. Và Bram, cảm ơn mẹ. Thưởng thức nó nhé con trai, nó nhìn ngon quá. Hu hu, cái này là của con. Dạ, cảm ơn cô gấu. Xong hết rồi. Tớ cũng vậy. Thật ngon. Có gì trên mặt cậu kìa? Tớ nóng lòng muốn thử hết luôn. Chào các bạn. Hôm nay chúng ta đã học được rằng mỗi người có sở thích riêng khác nhau. Chúng ta cần học cách đứng vào vị trí của người khác. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Tập 8. Rambo lớn nhanh lên. Hôm nay mầm non cây thông sẽ đem đến cho bạn điều gì? Thông tệ. Cần thêm cái này nè. Và ở đây nữa. Hoàn thành rồi đấy. Tớ thích nó. Trông đẹp đó. Tớ cũng vậy. Cậu biết gì không? Tớ nghĩ chúng ta nên ghim nó lên bảng đen để mọi người có thể nhìn thấy nó. Ý kiến hay đấy. Đi thôi, hãy treo nó lên. Cao nữa. Tớ không thể giới tới. Này Vic, để tớ giúp. Qua trái một chút. Sang phải Rambo. Giữ thăng bằng nào. Mũi của tớ, Vic, buông ra. Rambo, Vic, có bản vẽ ở đó không? Nhìn kìa, đó là mũi của cậu. Nó trông không thẳng lắm. Đúng vậy. Nếu tớ cao lớn hơn thì tớ đã có thể dán nó một cách dễ dàng. Rambo, đừng lo lắng. Rồi cậu sẽ thấy tất cả chúng ta đều sẽ trở nên cao lớn. Nhưng tớ muốn biết mất bao lâu để trở nên cao lớn. Tớ muốn lớn thật nhanh. Tớ biết rồi. Bố đánh dấu chiều cao của tớ trên cửa bằng bút đánh dấu. Từ đó có thể biết mình đã lớn bao nhiêu. Thử thôi. Chỉ cần đánh dấu chiều cao của cậu lên một vật. Sau đó mỗi tuần xem cậu đã phát triển bao nhiêu. Tuyệt vời. Cái cây này cao quá. Đòi với nó sẽ khiến mình cảm thấy thật thấp bé. Mình thử tìm thứ ngang bằng với chiều cao của mình. Hoa hướng dương, quá hợp lý. Trời nắng đẹp, mình đến đây. Cái cây này mỏng manh quá. Cây này được đó. Mình sẽ đánh dấu chiều cao của mình. Và sẽ quay lại sau. Về nhà thôi. Để xem mình đã lớn bao nhiêu nào. Cái cây nào nhỉ? Nó đâu rồi? Tìm thấy rồi. Không biết mình đã lớn được chừng nào. Không phải chứ. Chuyện này không thể xảy ra. Quá ra mình đã lùn đi. Mình không muốn lùn thêm. Mình không thể tin được. Mình muốn phát triển chiều cao. Nhưng mình không biết phải làm thế nào. Mình tự hỏi làm thế nào một cái cây lại cao lớn như vậy. Mình muốn giống như một cái cây. Ồ, yeah. Cô Olivia nói rằng một cái cây cần ánh sáng mặt trời để phát triển. Mình sẽ nhận nhiều ánh sáng mặt trời giống như cái cây. Và rồi mình cũng sẽ cao lớn. Trái này ngon quá. Đó có phải là
Rambo không? Rambo, cậu đang làm gì ở đây? Chào mấy bạn. Mình đang đón ánh sáng mặt trời, giống như những cái cây, nhờ đó mình có thể cao hơn, cao lớn. Ánh nắng khiến bạn cao lên. Điều đó là thật chứ? Đúng vậy. Vậy chúng mình sẽ làm như thế. Ánh sáng mặt trời khiến chúng ta lớn lên. Tớ cá là bây giờ đã cao hơn. Sao thậm chí là lùn đi nhỉ? Ánh sáng mặt trời không hiệu quả. Làm sao để cao đây? Rambo, tỉnh giấc và tươi tỉnh lên nào. Ăn sáng nào. Con không đói. Graham, con trai à, con cần ăn uống để lớn lên. Vâng ạ, chắc là con ăn ít quá nên bị lùn đi. Mẹ ơi, con sẽ ăn thật nhiều và sau đó sẽ cao lớn thêm. Của con đây. Rambo, con ăn chậm thôi, kẻo nghẹn. Rambo, qua đây chơi chung đi, đừng ăn quá nhiều. Rambo, qua đây. Tớ phải ăn, để cao lên. Mình sẽ cao lên vì đã ăn quá nhiều thứ. Mình sẽ đi kiểm tra. Cái gì? Thậm chí mình còn thấp hơn. Điều này không thể xảy ra được. Trốn ở đây là khỏi tìm luôn. Một chỗ trốn hoàn hảo. Rambo, chuyện gì sẽ ra vậy? Raya, em đã ăn rất nhiều, nhưng em không cao hơn. Cao hơn? Rambo, nếu em không tập thể dục thì em sẽ chỉ béo hơn chứ không thể cao hơn được. Anh nói đúng. Cảm ơn nhé. Em phải tập thể dục. Hẹn gặp lại anh sau. Warren, cậu có hứng thú với buổi học chứ? Đó có mà. Chào buổi sáng, Rambo. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Sao cậu lại vội vậy? Mình đang tập thể dục. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Tạm biệt nhé. Mình phải kiên trì tập thể dục. Cố lên. Cố lên. Rambo. Rambo, cố lên. Em đã làm được rồi, làm tốt lắm. Em cá, là bây giờ em đã cao hơn rất nhiều. Em sẽ đi kiểm tra. Tại sao mình lại lùn đi nhiều vậy? Tiếng ai mà nghe quen quen. Rambo, sao cậu khóc vậy? Cái đó. Cậu muốn dài hạn hướng dương ư? Cho cậu nè. Không. Nếu không phải là do thức ăn thì tại sao cậu lại buồn như vậy? Tôi đang lùn đi rất nhiều. Có lẽ tớ không thể với tới bảng đen được nữa. Cậu đang nói về cái gì vậy? Tớ... Rambo! Có nhớ tớ từng nói rằng muốn trở nên cao hơn chứ? Cậu nói rằng chỉ cần đánh dấu chiều cao vào thứ gì đó để so sánh. Vì vậy, tớ đã đánh dấu vào cái cây hướng dương này. Nhưng sau đó, tớ đã phát hiện mình ngày càng thấp hơn nữa. Tại sao cậu còn cười được? Đây là vấn đề nghiêm trọng mà. Rambo, cậu không thể chọn quà hướng dương để đánh dấu chiều cao của mình. Cậu biết sao không? Quà hướng dương cũng phát triển, thậm chí còn lớn nhanh hơn.
ra vậy? Tớ biết. Cậu có nhớ mình đã để lại một dấu mũi trên bảng đen không? Hãy kiểm tra xem. Đi nào, đừng làm mất thời gian nữa. Có gì để xem chứ? Cậu sẽ thấy khi cậu đến đó. Giờ thì sao? Tại sao cậu không đến gần hơn và xem nhỉ? Đi nào. Cậu sẽ thấy mình cao hơn hay thấp đi. Cậu chắc chứ? Vic, nhìn đây. Vic, nhìn đây. Tớ đã không lùn đi. Tớ đã cao lên. Xin chào các bạn. Hãy nhớ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tập thể dục. Ba điều này sẽ làm cho bạn cao lên. Được rồi, tạm biệt. Hẹn gặp lại. A new day with their old friends around every single corner. They're